Dũng nè, anh có nhớ một thí sinh mà liên tục đạt được con điểm 10 từ ban giám khảo không? Hồng Thanh với ai? Đó. Mà với hôm nay chủ đề tình, không biết Hồng Thanh làm cái tình gì mà đã thuyết phục được ban giám khảo lấy được điểm 10 nữa không ta? Làm tình anh bán chiếu à? Bảy. Thì tình anh như nước con sông Dạ. Tào lao không? Nó làm tình gì? Tình anh bán nước mắm. Trời ơi, biết sinh nhật người ta mà cũng đi trễ nữa. Mỹ Mỹ ơi, anh tới rồi nè Mỹ Mỹ ơi. Anh mắm. Anh lên luôn em ơi. Alo. Trời, anh chạy xe cho nhà. Alo em. Ok, chạy xe đi sau em. Ê, sao vậy? Ê, chờ tụi em ơi. Anh ơi, không giận lên luôn hả? Xe đâu có chân trống đâu. Ê, trời đất ơi, xe không có thắng, xe không có chân trống, rồi sao anh chạy? Trời, anh đường đường là một công tử, một đứa con của tập đoàn nước mắm lớn nhất thế giới, thì chắc chắn xe anh phải không đụng hàng. Những cái người mà chạy xe cổ khác thì nó quá thường, đúng không? Anh phải có điểm nhấn. Nhấn quá giờ dập lá lách rồi nè. Thôi nè, anh ghẹo em hoài à. Mà em giận anh bây giờ á, sinh nhật em mà đi trễ vậy đó. Ôi mắc cười quá trời, tại em không, cái nhà em nó rộng quá em biết không? Anh chạy 4 tiếng đồng hồ mới vô được cái phòng khách đó. Anh chạy vòng vòng cái bùng binh ở trong bếp á. Anh thấy ngã tư anh bắn ra, trời đất ơi, security nó rượt anh. Nhà anh có đèn đỏ mà sao không nói với anh? Trời đường đèn đỏ á. Trời. Anh nói đi sinh nhật Mỹ Mỹ nó mới cho anh đi đúng không? Thấy thương quá à. Nó nghe nè, giúp anh chuyện được không? Sao? Dừng chiếc xe lên tiếp anh nhé. Thương anh lắm, em mới phụ á nha. Dừng lên tiếp anh đi, em khổ quá. Ơi sao vậy? Em dập cái lá lách bên này luôn rồi. Em cứu anh nhập. Dạ. Trời ơi. Có kìa, người thì như con mắm con khô mà đi chiếc xe kìa. Sao đâu. Trời, em từ. Khi mặt trời đang khuất xa, chỉ còn mình hai chúng ta. Anh sợ ngày mai rồi sẽ về đâu người hỡi. Em tìm vào trong giấc mơ, đắm chìm cùng muôn ý thơ. Thật tuyệt vời, hương tình dâng nồng thoáng. Nào ai có hay biết ngày sau thì ta đừng lạc mất những phút ta còn nhau. Bầu trời đôi sao sáng kia, chưa nguyện lời không thể chia. Ai thèm yêu anh mà cứ làm như gần buồn. Thiệt không? Bên ngoài những cô rất xinh, có mấy người làn da trắng tinh. Thì anh lại chẳng nỡ đắm ai ngoài cô bạn gái. Khó tin quá trời ơi, khi anh chẳng thích rào chơi. Ta còn nhau. Bình tĩnh nha em. Gì vậy anh? Trời ơi, anh tặng em cuốn kim từ điển hả? Em bị điên hả? Chứ gì. À, đừng nói cái thắng xe anh nha. Trời, nếu mà cái thắng xe anh thì anh gắn vô xe anh rồi. Tặng em làm cái gì? Chứ gì vậy? Cái chân trống. Anh nói giận đó, mở ra đi bất ngờ lắm. Anh làm em run quá à. Mở ra đi. Em mở nha. Ừ. Em mở nha. Mở ra đi em. Dân xin trân trọng giới thiệu với em
chai nước mắm gia truyền của dòng họ nhà anh được ủ 1000 năm. Em, chai nước mắm này không phân ure, không chất bảo quản nè, hàng sử dụng hết tiết mục nha. Bây giờ anh nói nghe nè, để có được chai nước mắm như thế này gia đình nó rất là cực khổ. Dòng họ của nhà anh phải bắt cá cơm ở vùng biển Tam Giác Quỷ, sau đó dòng họ mới quyết định mua nguyên một cái hầm Thủ Thiêm chặn hai đầu lại ủ nước mắm trong đó. Anh, vậy có phải hầm Thủ Thiêm mà lúc 9 giờ tối á? Là đúng rồi, 9 giờ tối là đóng cửa, sáng 6 giờ mở cửa, trong khoảng thời gian đó là ủ cá cơm của anh đó. Ghê gớm vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa lên men, gia đình anh mới tức quá, mới mua nguyên một cái lò luyện tiên đơn của Thái Bạch Kim Tinh để ủ. Em, ông cố nọ anh gặp Tề Thiên mấy lần rồi chứ không giỡn đâu. Vậy hả anh? Ừ, bây giờ Tề Thiên đâu còn giữ ngựa, đâu còn giữ vườn đào nữa. Ủa chứ giữ gì? Đang giữ kho mắm của anh ở chợ đó. Trời ơi, thiệt hả? Anh nói giỡn chứ sao mà thiệt được đi. Ủa, ghẹo em hoài à. Này, đây không phải là quy trình nước mắm, mà là công thức nước mắm. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái điện thoại này, nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là em thử nước mắm đi cưng. Đợi anh chút xíu. Không thử được thì ăn với cơm nguội nha. Con em với cơm nguội cứ ngon lắm. Trời ơi, anh nhật em là anh ăn nguyên chén cơm dặn hờ vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đầy chuẩn bị đầy đủ cho em. Nè, mời mọi người ăn thử đi, mọi người nước mắm gia truyền nhà em đó. Mời mọi người nhìn lên bản đồ. Nhất. Đây. Tập đoàn nước mắm của chúng tôi đã chiếm 99% thị trường nước chấm. Tôi đã đẩy được nước mắm qua tới Hoa Kỳ, New York, New Zealand, London. Em biết tổng thống Mỹ không? Ông Donald Trump mới mang nước mắm nhà anh không á? Thiệt. Còn đây, dấu chấm nhỏ nhất đó chính là chỉ nước tương do bà Mỹ Kim làm chủ tịch tập đoàn, nhưng bà ta đang dần dần chết mòn bởi tập đoàn của chúng tôi. Nào, hãy ra đây. Cho tôi hỏi thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thưa quý vị. 10 triệu. Nhưng nếu chị giới thiệu được nước mắm cho chúng tôi tới bà con, dòng họ, anh chị, nội ngoại của chị, thì chị sẽ nhận được hoa hồng từ công ty của chúng tôi lên tới 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng thưa quý vị. Thì tổng thu nhập một năm của chị là 1 tỷ 200 triệu. Rất thưa quý vị, 1 tỷ 200 triệu. Tôi đồ đen 1 tỷ 200 triệu, mất tích luôn rồi. Nào, mục tiêu của chị năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của em năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của anh năm 2017 là đẩy tập đoàn nước mắm lên tới lõi của trái đất. Nào, mời các bạn hãy làm theo tôi. Nè, tự nhiên anh bán hàng đa cấp trong nhà em vậy? Kỳ cục. Anh quên, sau này lấy em về á, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng nước mắm. Em đi tới đâu là mọi anh nhìn tập trung về em tới đó. Bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách xịt dầu thơm của anh nước mắm. Ê, đừng. Trời ơi, sao xịt nước mắm cho người em vậy? Cái gì em? Nè, hiệu nghiệm tức thì, xem nè. Sao ai cũng nhìn em vậy? Họ đang kỳ thị em đó. Họ đang xa lánh em đó. Bởi vậy em là của riêng anh. Em nghe thấy sợ sợ á. Sao mà không sao? Anh biết lo cho tương lai của tụi mình như vậy á, em thương anh lắm. Anh, bây giờ em đã biết được giá trị của chai nước mắm này nó như thế nào rồi. Yes. Ngày hôm nay, chai nước mắm này sẽ là món quà vô giá trong ngày sinh nhật của em. Chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Em vui lắm. Em yêu anh nhiều. Anh em cảm ơn anh. Không có gì hết, anh yêu em. Sao tự nhiên em đập chai nước mắm gia truyền của anh? Em cố ý á. Ủa, cố ý là sao em? Dạ tại... Tại sao? Dạ tại vì mẹ em là bà nước tương Mỹ Kim đó anh. Wow. Wow. Em tắt anh lên được nút nữa. Wow. Nè. Sao? Đó tới giờ giữa anh và em có cái gì là thiệt không vậy? Dạ có. Dạ có. Hả? Dạ. Nó nằm ở đây nè anh. Đó phải vậy. Nó luôn luôn thiệt. Nó luôn luôn nằm ở đây. Cái lòng thù hận đó anh. Nè, tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô kể từ nay chấm dứt. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Nhà em. Tôi nói tôi nè. Ê. Hả? Cửa sổ. Ai xây cửa sổ như cửa cái gì trời. Tạm biệt. Tôi thách anh ra khỏi đây được đó. Ủa, vậy chứ cô sẽ làm cái gì tôi hả? Được chứ.
chào chị người nhái. Đeo chiếc bơi trên đầu làm gì vậy? Chị mới đi bơi về. Ồ. Dạ mẹ. Nhiệm vụ con xong rồi, vô đi. Ờ nhưng mà... Vô đi. À thì ra là ai? Đối thủ thị trường của tôi đây mà. Xin chào bà Tương Mỹ Kim, chủ tịch tập đoàn Kim Mỹ Tương. Gọi tôi là Mỹ Kim được rồi. Xin chào bà Mỹ Kim bán nước tương. Nào, mời bà ngồi. Cứ tự nhiên như nhà mình, đúng không? Tôi thật không ngờ tất cả mọi chuyện này là trong kế hoạch của bà. Và tôi càng không ngờ hơn bà có thể dùng con gái của bà để làm con cờ. Đồ bỉ ổi. Bỉ ổi? Hay không là do cách mình đánh cờ kìa cậu trai. Ủa vậy tại sao bà lại đi nước cờ này? Bà muốn cái gì? Công thức nước mắm. Thì mày nói người ta cho mà khùng cái gì mà phải làm cái kế hoạch lao lao vậy? Cho nha, nói cho đi nha. Thì bà nói bà xin đi. Trời ơi cho tôi đi. Cho con mắt bà. Đâu có ngu vậy. Được lắm. Tôi hỏi một lần cuối, công thức nước mắm có đưa hay không? Nói xin là cho, không có hỏi nữa. Đi bây giờ, bây giờ xin là cho. Cái gì? Không bao giờ tôi làm ăn được với mẹ chứ. Bây giờ, nè, bây giờ bà xin khẩn cầu tha thiết đi còn tôi cho. Xin, bây giờ xin cho xin, xin khẩn cầu tha thiết đi. Cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi nè. Cho cái cù lâu đi chứ cho. Không bao giờ tôi làm ăn được mày. Bởi vì tôi không, một mày điên cái gì tôi chỉ tôi đưa công nước nước mắm cho bà. Không thôi hả? Một mỗi người làm nó vẫn được, cũng được vậy mất mới. Tôi mới giết bà chứ bà khùng. Nè. Mày ngồi đây nè. Bây giờ sao? Chứ sao? Cũng tại cậu, gia đình cậu, dòng họ nhà cậu làm cho tôi. Nóng quá. Oh my god. Đương đương là một chủ tịch mà. Xin lỗi cái nó nguy hiểm trên đầu vậy. Cậu kể tôi đi nha. Sao dòng họ tôi làm cái gì bà? Hả? Cũng tại cái miệng của cậu, dòng họ nhà cậu, nguyên tập đoàn của cậu làm cho gia đình nhà tôi, công ty của tôi sụi bại đuối. Tôi không ngóc đầu lên được. Bởi vậy, cậu nghĩ làm sao mà tôi tha cho cậu được? Hôm nay, cậu không đưa thì tôi cướp. Trên bàn kìa, có giỏi thì lấy đi. Trên bàn? Trên bàn đó. Ê. Ê. Lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên xe, thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Mỹ Kim, do you marry me? Oh yes, yes, mày trai, mày trai. Dễ gì tôi lấy bà. Không bao giờ tao làm ăn được với mày. Nè, tôi nói cho bà biết nha, tôi yêu con gái của bà chứ không phải là tôi yêu bà. Nè, tôi không cần, tôi không cần. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bà một bài học. Để coi cậu dạy tôi cái gì. Một người đi xe máy vận tốc 69 km/h, hỏi người đó đi hết 90 cây, người đó đi hết bao nhiêu thời gian? Anh nói thầy, hồi xưa con cấp học của thầy đó, nhớ không? Giờ chỉ con cái câu này rồi con trả tiền cho thầy nha. Alo thầy ơi, con bạn chị Mỹ Kim nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết tiền rồi thôi. Ủa, tôi mới ứng 3.000 sáng mà. Trời ơi, họ thợ bắn gì 5.000 coi. Em có xài điện thoại đâu. Thằng trời này mà không xài các bạn. Đấy, cho chị 5.000 tôi. Mấy còn có 1.500 à? Mày hèn quá, điện thoại đâu có đủ 5.000 nữa. Ai bắn cho 5.000? Tôi mới bắn mà 5.000 á. Thầy, giúp con đi, con quê lắm nè thầy, giúp con đi thầy. Alo, thầy ơi thầy. Dạ, con bạn với Mỹ Kim nãy nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết pin. Con trả lời là cái gì? Mua sách dạy đi. Đồ khốn, quất ra. Ê. Ê. We'll be right back.
Tôi nói cho bà biết, mãi mãi bà sẽ không bao giờ lấy được công thức nước mắm. Nếu như không lấy được nó, tao sẽ chôn mày cùng với nó. Nè, nếu tôi chết, chắc gì bà đã còn sống. Tao đã mua chuộc tụi nó bằng tiền. Tiền của bà chưa chắc gì bằng vàng của tôi. Vàng cứng hơn kim cương. Nhưng mà kim cương của bà làm sao qua được nhan sắc của tôi. Ê, chị. Đuổi lý rồi chứ gì. Vậy thì mày chết chắc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Tại sao ban đầu mẹ nói với con chỉ cần công thức nước mắm thôi mà, bây giờ liên quan tới tính mạng con người nữa là sao thưa mẹ? Mỹ Mỹ, đây là kế hoạch của hai mẹ con mình. Mà là kế hoạch thì làm gì có thiệt ở đây, đều là giả dối. Mẹ, nhưng mà con yêu ảnh là sự thiệt. Con phản bội mẹ. Được rồi, bây giờ mốt là con về với mẹ, để mẹ con mình là bá chủ thị trường nước chấm. Còn hai là con về với nó để làm bà chủ thị trường nước mắm. Và đừng bao giờ gọi bà Mỹ Kim này là mẹ. Giỏi lắm con gái. Mẹ mày! Lúc anh chết ông chợ ông đường ống mưa kìa. Anh ơi, cái đường ống nước tương nhà em nó bể anh ơi. Trời ơi. Sống với nước mắm, giờ chết với nước tương. Anh ơi, anh khờ quá đi. Em lừa dối anh như vậy mà anh còn đỡ đạn cho em chi nữa. Em cười lên. Tại vì anh muốn hóa giải hận thù giữa hai tập đoàn nước mắm và nước tương thôi. Nhưng mà anh nói em nghe nè, lý do cũng bởi vì anh yêu em biết không? Mà trong tình yêu người ta hay làm những cái chuyện điên khùng nữa. Bởi vậy, vì em, anh sẽ làm những chuyện thật khác thường. Vĩnh biệt. Anh Mắm. Anh Mắm. Tình yêu sao khác chưa chết hả? Chết sao được mà chết? Ủa cái gì ghim vô đây đâu, cái gì nào? À, chết. Đạn cao su mà chết gì được? À, chết! Cái anh chết đi nè! Giỡn gì kỳ cục rồi? Mẹ này! Có sao không? Có đau không? Ủa? Cái chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì ban đầu á, mẹ em không có tin là anh thương em thiệt. Cho nên là em với mẹ em mới cá cược nhau vậy thôi. Trời. Rồi đỡ, anh không đỡ viên đạn cho em thì sao? À, tao đi tù. Anh thì em vô thăm mẹ thôi. Wow. Vô thăm mẹ nha. À, dạ dạ dạ. Thăm mẹ buồn. À, dạ 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 dạ. Rồi sao, chúc mừng. Ê, con. Rồi, chúc mừng con đã dễ dàng được cái đó. Mẹ ơi. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ đừng đừng. Mẹ đừng chuyện với chết con luôn á. À không, đừng chuyện cho anh chết đây đi. Thôi, nói gì nói đi mẹ. Trời ơi, chị à, qua nãy giờ thì mẹ đã hiểu. Tình yêu của hai con là thiệt. Mẹ tin điều đó. Dạ. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm bá chủ thị trường nước chấm. Mắm tương. Yêu sao khác đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không. Xin cảm ơn phần diễn viên rất xuất sắc. Hồng Thanh. Hai bạn nữ đứng lại chút xíu đi. Bạn nữ bên áo xanh tên gì ạ? Dạ em là Hạnh Thảo. Đẹp quá, hợp. Là bạn Thảo này là diễn viên trong nhóm kịch Buffalo, vừa là diễn viên nhạc kịch luôn á chị. Vừa hát vừa nhảy vừa múa gì vậy? Chịu quá, trời ơi em diễn mà chị cứ thấm nước miếng anh tài hoài luôn đó. Trời. Giải rồi thấm. Em ơi đẹp quá. Đẹp chứ. Hợp lý quá. Chảnh như mẹ. Con chủ tập đoàn là phải rồi. Nãy em được hùng á. Còn chủ tập đoàn chịu luôn. Lúc mà xà lên á,
Are you gonna marry me đó? Yes, I do. Trời, chị nổi hết cả da gà. Khủng khiếp dễ sợ. Chị nghĩ một cái bà bệnh như em là lấy cái ổng đó. Trời ơi, chị chịu quá. Hai bạn đứng đây vô nha. Vô. Hả? Thôi hai đứa vô đi. Hai đứa vô đi. Em cảm ơn hai đứa nha. Chị chịu em quá. Thanh ơi, đây là một cái tiết mục để mà đi trình diễn rồi. Có phải là thi cử nó đâu mà chấm. Hợp lý, tiết tấu, hình thể, nhảy múa, võ thuật tốt. Nhịp điệu trong người của tụi em ba đứa đều tốt hết. Tình cảm là ra tình cảm, tào lao là ra tào lao. Hợp lý, họ gây là một tiết mục biểu diễn 10 điểm, khỏi nói nhiều. Vâng, lại một số điểm 10. Biết trước đến từ nghệ sĩ Việt Hương. Bất kể nhạc nào mở lên em cũng feel theo đúng cái beat nhạc như vậy. Khó để kiếm một cái người nghệ sĩ như em. Cái cốt của em là cái cốt phải làm nghề này, em không có làm nghề khác được đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh không cho 10 điểm anh biết em. Anh không cho 10. Anh không cho 10 điểm anh biết tôi. Thật ra là anh rất 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 tiếc. Tại vì cái cậu Hồng Thanh này tháng 12 rồi có tham gia trong cái live show của anh. Mà tại do là vấn đề kịch bản cho nên không có thấy được cái tài năng của cậu. Thấy cái điên của nó thôi. Rất rất là rất tiếc. Nếu mà anh coi trước cái này là anh đã cho em một cái vai rất là hay. Em quá hay. Anh thích nhất là cái đoạn em với cô đó nhảy Broadway. Nhạc kịch rất hay, rất tốt. Mặc dù sau đó em có thở nhiều, nhưng mà không sao, do sức khỏe mình thôi. Nhưng mà em trụ tự động cuối mà em toàn là diễn bằng sức khỏe, hành động không là anh rất là thích. Nói tóm lại là bà Hương bả sao thì anh sẽ như vậy. Yes. Xin chúc mừng cho Hồng Thanh. Chị Khả Như, chị bị cuồng hả chị Khả Như? Chị làm hành động đi. Thích đó. Mê quá. Đầu tiên hỏi Hồng Thanh là em đã không? Đã, rất đã. Trời, em tính hỏi luôn á chị. Giờ chị đi hỏi. Không phải khi mà nhìn Hồng Thanh là biết ảnh đã hay không liền. Dạ, thật sự mà đã. Khi mà xem em diễn á, chị bị ngưỡng mộ á. Coi em diễn mà ước gì được diễn với ảnh luôn á. Thích quá, chị thích. À Lập, sao tự nhiên trầm tư vậy? Em định xin cái vai mà cô áo xanh á hả Như? À không, em vòng vòng bên kia đó. Chị đừng chặt. Em sợ em. Hồng Thanh là một thí sinh rất giỏi. Hồng Thanh tự thân hết trơn à. Nói chứ Hồng Thanh mà có ai cố vấn thì người đó khỏe. Hồng Thanh là một người rất biết lo. Tất cả mọi thứ mạng miếng đều là do cái tư duy của Hồng Thanh tự sáng tạo ra. Em chỉ là người cố vấn cuối cùng. Em chuốt lại, em làm hợp lý quá và xử lý hết tất cả mọi thứ thôi. Em có nhìn tổng quát. Xin cảm ơn nghệ sĩ Huỳnh Lập. Nói tóm lại là cái tiểu phẩm rất là xuất sắc. Mà có điều cái là nước quá nha. Tiết chế lại chút xíu. Mắm. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của hai vị giám khảo và tất cả các vị cố vấn.